nó đắt hơn chỉ có 30 ngàn thôi mà nó chạy được gấp rưỡi cái chai nhớt này, thì mình nghĩ là nó đáng tiền hơn cái chai nhớt này đúng không các bạn ha, nó đáng tiền hơn. Ngoài ra cái cảm giác chạy nó cũng tốt hơn ha, nó nhẹ xe hơn, nó êm hơn, và nó sang số nó cũng mượt hơn, và cái lúc mà nó cái độ nhớt á, cái chất lượng nhớt nó giảm xuống nó cũng chậm hơn ha, cho nên là cái cảm giác chạy của các bạn thấy sẽ thích cái nhớt này hơn là cái nhớt này ha, thích hơn nhớt này. Rồi, mến chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube Tấm X bên nha các bạn. Thì cũng lâu rồi mình không review chia sẻ về nhớt dành cho xe Honda Winx các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video clip để chia sẻ đến các bạn một cái dòng nhớt rất là thích hợp cho xe Honda Winx của chúng ta các bạn. Đó chính là nhớt Motul 5001 nữa các bạn ha. Cấp nhớt là 10W30 nha các bạn nha. Cái cấp nhớt 30 là rất là phù hợp với xe Honda Winx các bạn. Thì nhớt này mình đã sử dụng, mình chạy được hơn 1.200 km rồi các bạn ha. Hôm nay mình làm một bài đánh giá về cái dòng nhớt này ha, để cho anh em nào quan tâm đến dòng nhớt này thì anh em có thể tiện biết được ha, chất lượng của nó như thế nào, vậy nó có phù hợp cho xe Honda Winx của chúng ta hay không nha các bạn ha. Thì không những mà mình nói là không những là xe Honda Winx mà mình nghĩ là những cái dòng xe xe máy ha, xe máy xe số các bạn, những dòng xe số côn tự động cũng như là cúng tay thì đều sử dụng được cái dòng nhớt này nha các bạn ha. Đều sử dụng được dòng nhớt này, thì cấp nhớt 30 thì nó nhẹ xe, nó bốc và nó tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn ha. Còn các bạn nào thích nhớt cấp nhớt 40 thì cái dòng nhớt 51 này nó vẫn có cấp nhớt 40 cho các bạn luôn nha các bạn ha. Còn đây thì mình sẽ làm một bài đánh giá về cái dòng nhớt 5001 10W30 ha. Thì nhớt này là chính hãng của Motul nha các bạn ha. Các bạn biết cái hãng nhớt Motul thì nó quá là nổi tiếng rồi. Nhớt này là chính hãng của Motul và được sản xuất tại Việt Nam nè các bạn. Đây, sản phẩm của tập đoàn Motul sản xuất tại Việt Nam theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 nè các bạn. Nhà máy dầu nhớt Vlup công ty cổ phần dầu nhớt và hóa chất Việt Nam. Đó, có địa chỉ nè các bạn. Đây, thì sản xuất tại Việt Nam ha, hãng Motul sản xuất tại Việt Nam. Đó. Đây cấp nhớt là 10W30 ha, và cái chuẩn là ABI SMSL và MA2 nè các bạn. Đó. Thì nhớt này nó là nhớt bán tổng hợp nha các bạn ha. Trước giờ thì mình các bạn thấy là mình thường đánh giá về chia sẻ về những cái dòng nhớt tổng hợp dành cho xe Honda Winx, nhưng hôm nay mình sẽ làm một bài đánh giá về cái dòng nhớt bán tổng hợp nha ha. Bán tổng hợp thì nó rẻ hơn tổng hợp rất là nhiều nha các bạn ha. Thì tiền nào của nấy thôi các bạn. Nhớt tổng hợp thì chất lượng nó tất nhiên là nó phải cao hơn nhớt bán tổng hợp rồi, và nhớt bán tổng hợp chất lượng sẽ cao hơn nhớt khoáng ha. Ở đây mình hôm nay mình sẽ làm một cái bài này, mình cũng sẽ so sánh ha, so sánh với thêm hai cái dòng nhớt nữa đó, như là dòng nhớt nhớt khoáng của Honda nè các bạn ha. Nhớt khoáng của Honda loại đa cấp, thì dòng nhớt này thì các bạn rành rồi ha. Khi mà các bạn mua xe Honda Winx thì hãng Honda người ta sẽ tặng cho các bạn một cái bình nhớt này để đổ vào xe nè các bạn. Đó, cái này nè. Nhớt này thì giá hiện tại của nó là nếu như chai 1 lít 2 á, nếu mà chai 1 lít á, thì nó khoảng 100 ngàn, còn lít 2 thì nó khoảng 120 ngàn nha các bạn, trong hết Honda nó bán ha. Đó. Rồi, và thêm nữa đó là dòng nhớt Castrol 401 Ultimate ha các bạn. Dòng nhớt này thì lúc trước mình đã làm một cái bài review, lâu lắm rồi mình có làm một cái bài review đánh giá với cái dòng nhớt này nha các bạn. Thì cái lúc đó đó, giá của nó 1 lít 1 á, là khoảng 50 mấy ngàn các bạn, nhưng mà nay đã lên rồi, tại vì nhớt này lúc trước mình có làm một bài review, mình đánh giá là nhớt này nó rất là phù hợp với xe Honda Winx các bạn ha. Chính vì vậy mà có rất là nhiều bạn đã sử dụng cái dòng nhớt này, là cho nên là hãng Castrol nó tăng giá lên các bạn. Bây giờ là 1 lít 1 là nó khoảng 190 ngàn nha các bạn ha, nó khoảng 190 ngàn. Còn này thì 190 ngàn 1 lít 1 nè. Còn nhớt Honda ha, nhớt khoáng của Honda thì 120 1 lít 2. Còn
nhớt Motul 5001 10W30 này thì giá có 1 lít 1 là khoảng 145.000 nha. Cái lúc mình mua đó, tại thời điểm mình mua là 145.000 1 lít 1 các bạn. À, coi như là nó nằm chính giữa ha, của ba dòng nhớt này thì nó nằm ở giá nó là nó nằm ở chính giữa ha. Nhưng mà chất lượng của nó như thế nào thì sau đây mình sẽ phân tích cho các bạn tiện theo dõi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ điểm sơ qua cái thông số của cái dòng nhớt này cho các bạn tìm theo dõi đây. Thành phần này, dầu gốc khoáng, dầu gốc tổng hợp và phụ gia. Hướng dẫn sử dụng thì dùng cho động cơ xe gắn máy 4 thì. Dầu nhớt bán tổng hợp dành cho xe gắn máy 4 thì được sản xuất với công nghệ Ester, giúp bảo vệ tối đa động cơ và hộp số. Sản phẩm được đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của nhiều nhà sản xuất động cơ, đặc biệt là Honda, với khuyến nghị sử dụng độ nhớt 10W30, giúp tiết kiệm nhiên liệu, xăng số êm, bền nhiệt tốt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Zasor MA2, giúp bộ ly hợp ướt hoạt động hiệu quả, tương thích với bộ xử lý khí thải. Đó. Rồi các bạn thấy không? Cái dòng nhớt này là nó phải nói là nó chuyên dụng cho những cái dòng xe Honda luôn nha các bạn. Thì các bạn biết rồi, các bạn mua xe Honda Winx thì trong cái cuốn catalog á, hướng dẫn sử dụng thì Honda khuyến cáo là chúng ta nên sử dụng cái nhớt 10W30 nha các bạn ha. Đó. Thì cái nhớt 10W30 á thì nó có một cái ưu điểm là xe chạy rất là nhẹ ha, cũng như là bốc cũng như là nó tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn. Chính vì nó bốc cho nên là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu ha, so với những cái dòng nhớt cấp cái nhớt khác như 40-50 đó các bạn ha. Đó, rồi thì cái nhớt này nè, mình chạy được hơn 1.200 km rồi thì mình thấy cái nhớt này nó xe chạy khá là bốc nha các bạn ha, khá là bốc, xe chạy im khá là bốc đó, và tiết kiệm nhiên liệu nha. Và tiết kiệm nhiên liệu thì nếu mình nói so với cái so với cái nhớt khoáng của Honda này, nó ăn đứt luôn, nhớt này không có cửa rồi. Còn so với cái dòng nhớt Castrol Power Ultimate này thì sao, thì mình thấy như vậy, cái nhớt Motul 5001 này nè nhỉnh hơn thằng này chút xíu nè, nó nhỉnh hơn này chút xíu nè. Thì cảm nhận khi mà các bạn đổ nhớt này vô thì các bạn chạy rất là bốc và im sang số mượt nha. Nó giống như nhớt toàn phần luôn á. Tại vì cái nhớt này là gốc nó là Ester nè các bạn. Ester nè. Đó, các bạn biết rồi. Cái dòng nhớt gốc Ester này thì nó rất là im ha, nó chạy rất là im. Đa số những cái dòng nhớt tổng hợp toàn phần là nó đều là gốc Ester hết. Nó rất là bền nhớt nha các bạn ha, im. Đó. Và cái cấp nhớt 10W30 nữa thì cho nên là nó nhẹ nè, nó nhẹ xe nè, nó chạy nó bốc ha. Nó chạy nó bốc. Nhưng mà nếu như mà so với cái nhớt tổng hợp toàn phần của Honda, cái dòng nhớt chai nhớt cao cấp á 300 mấy chục ngàn và lít 2 á, và nhớt Amsoil Matrix W30 mà lúc trước mình có làm một bài review thì nó không bằng hai nhớt đó ha. Tại vì mình nói thẳng là tiền nào của nấy, nhớt này là nhớt bán tổng hợp thì không có thể nào mà so sánh được với dòng nhớt tổng hợp kia. Nhưng mà nếu như mà so với cái nhớt Castrol Power Ultimate này á thì nó nhỉnh hơn chút xíu nha. Mình thấy là nó bốc hơn chút xíu á, nó im, đậu im thì bằng nhau. Và cái dòng nhớt Motul 5001 10W30 này nó bốc hơn cái Castrol Power Ultimate này chút xíu nha ha. Còn cái độ bền nhớt các bạn, cái độ bền nhớt thì mình nghĩ hai thằng như nhau thôi. Đó, hai thằng như nhau thôi. Khi mà các bạn chạy qua khoảng 1.100 km á thì các bạn thấy là nhớt nó sẽ xuống cấp ha. Nhớt nào cũng xuống cấp hết, hai cái nhớt này nè. Các bạn chạy khoảng hơn 1.100 km thì các bạn thấy nó sẽ xuống cấp ha. Nó sẽ xuống cấp. Nhưng mà do nó là nhớt bán tổng hợp và gốc Ester cho nên là cái mức độ xuống cấp của nó không có nhanh bằng cái ông này ha. Cái ông Honda nhớt khoáng Honda này là qua 1.000 km là nó xuống nhớt nó xuống cấp là trầm trọng luôn nè. Là các bạn phải thay liền luôn, các bạn phải thay liền luôn chứ các bạn để các bạn chạy là nó rất là khó chịu nha. Tại vì nó ì nè, xe nó ì, và cũng như là cái xăng số thì nó bị sượn các bạn ha. Nó sượn, nó ì, nó sượn đó, và nó xào máy nữa chứ nó không phải như là thằng này, chứ không phải như là Motul 5001 với thằng Castrol Power Ultimate này ha. Hai thằng này tuy là qua 1.100 km là nó có cái sự xuống cấp, nhưng mà nó xuống cấp từ từ chứ không phải là đột ngột như cái anh này ha. Anh này anh xuống cấp đột ngột luôn nè. Còn cái thằng 5001 này thì nó xuống cấp từ từ, nó có cái sự xuống cấp đó, nhưng mà nó xuống cấp từ từ. Và các bạn
có thể sử dụng tiếp tục được. Mình thì mình chạy được 1260 mấy km rồi các bạn. Mình thấy là vẫn còn sử dụng được nha, vẫn còn chạy tốt chứ không phải là gì. Nó không còn bốc nữa thôi nhưng mà nó vẫn còn im nha. Thì sang số thì nó không có mượt như là lúc đầu nhưng mà nó vẫn còn im ha. Vẫn còn im. Và cái đầu bốc của nó thì nó tuy là nó giảm nhưng mà các bạn chạy vẫn bình thường nha. Đó, chứ không có quá ì máy ha. Rồi, thì mình cũng vừa thay nhớt cho nó nè các bạn. Đây. Mình vừa thay nhớt nè. Đó, thì các bạn thấy là cái màu nhớt thì nó cũng chưa có đen quá ha. Đó, nó chuyển sang màu đen thôi chứ chưa có đen quá. Thì mình nghĩ á là cái nhớt này là nó hoàn toàn ha. Các bạn có thể chạy được đến 1500 km các bạn mới thay ha. Hoàn toàn được nha các bạn. Và nếu như mà bạn nào á mà có sử dụng thêm cái phụ gia E59 mà lúc trước mình có review cho các bạn, chia sẻ cho các bạn á, phụ gia Voltrek E59 phụ gia nhớt á, nano các bạn ha. Đó, phụ gia nano á, E59 là các bạn khi mà các bạn thay chung với cái nhớt này nè là các bạn hoàn toàn có thể chạy được tới 2000 km các bạn mới thay luôn á, bảo đảm các bạn luôn ha. Đó, các bạn mà sử dụng chung với cái phụ gia E59 nữa là nó im mà nó mượt và nó bốc hơn nữa ha. Các bạn có thể sử dụng được đến 2000 km các bạn mới thay luôn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe mình khi mà mình sử dụng cái dòng nhớt này nha các bạn. Thì mình cũng nói trước cho các bạn là xe của mình Odo này á, là nó đã hơn 54.000 km rồi ha. Và xe của mình nó cũng già máy rồi các bạn, nó không có còn cái mức tiêu hao nhiên liệu á, nó không có tiết kiệm được như lúc mới đâu ha. Nhưng mà mình sẽ cho các bạn xem và sau đó mình sẽ phân tích về cái vấn đề mà tiêu hao nhiên liệu luôn. Rồi, đây là Odo của xe mình đó các bạn ha. 54.030 km rồi nè. Đó, thì cho các bạn xem đây, tiếp A ha. Tiếp A mới đổ xăng reset lại thì nó gần 75 km. Còn đây là tiếp B. Đây tiếp B là mình đã khi mà mình thay cái nhớt này nè là mình chạy là đến nay là được 1267 km rồi các bạn ha. Đó, là gần 1300 km rồi đó. Thì bây giờ các bạn cho các bạn xem cái mức tiêu hao nhiên liệu này nha. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu là của tiếp A là vừa reset là 58, hơn 58 km/l. Còn trung bình của gần 1300 km khi mà sử dụng cái nhớt này thì nó được 58.3 km/l nha các bạn ha. Đó. Rồi, ok. Rồi, xe mình đó các bạn thì nay là nó cũng già rồi, nó hơn 54.000 km rồi các bạn. Thì nó cũng già máy rồi ha. Đó, nó không có còn như là lúc mới nữa. Cho nên là cái mức tiêu hao nhiên liệu là chắc chắn là sẽ không được như xe mới rồi ha các bạn ha. Thì mình đã vào hit Honda và mình có nhờ kỹ thuật viên á là nói về cái vấn đề mà cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe thì nó không được như lúc trước các bạn. Mình nghĩ là mình thấy nó hao xăng hơn á. Thì kỹ thuật viên nó cũng xem Odo và nó nói là xe mà trên 30.000 km các bạn thì cái mức tiêu hao nhiên liệu là hao xăng hơn chứ xe mới nha các bạn. Và bữa mình ghé vào cái shop cái tiệm 299.vn mà mình chia sẻ các bạn về cái TBS á, mình thay ở đó cũng như là cái công tắc côn á, mình thay ở đó thì mình cũng có nói vấn đề đó. Thì các kỹ thuật viên ở trong đó người ta cũng nói như vậy nha các bạn. Là nói là người ta coi Odo, người ta nói là xe 50 mấy ngàn km là nó sẽ hao xăng hơn là xe mới nha ha. Mặc dù là xe máy vẫn còn mạnh đồ này kia nhưng mà cái mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ không bằng cái lúc đầu nha các bạn. Đó, thì các bạn thấy rồi, mình vừa cho các bạn xem cái đồng hồ Odo của xe đo cái mức tiêu hao nhiên liệu là khi mình sử dụng cái chai nhớt này ha, mình đổ vào mình sử dụng mình chạy được gần 1300 km rồi thì các bạn thấy là mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của nó là đạt 58.3 km/l ha. Thì mình thấy là nó tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn ha. Đó, nó tiết kiệm nhiên liệu chứ không phải là nó hao xăng đâu. Nó tiết kiệm nhiên liệu là như các bạn biết là cái bình nhớt này nè, lúc trước mình đã review cho các bạn thì cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của nó là nó đạt trên 60 km/l nha các bạn ha. Đạt 60 trên 60 km/l. Còn cái chai nhớt này nè là mình bảo đảm với các bạn là cái mức tiêu hao nhiên liệu nó cũng sẽ đạt trên 60 km/l, nó hơn cái chai nhớt này luôn nè các bạn, nó hơn cái chai nhớt này luôn nè. Đó,
Thì các bạn mà nếu như bạn nào mà xe mới ha, các bạn có thể mua thử cái chai nhớt này, các bạn trải nghiệm đi, mình bảo đảm các bạn luôn. Mà với cái điều kiện là các bạn chạy bình thường nha các bạn, chứ không có chạy kiểu mà giật chọt mà chạy nhanh đầu này kia, nẹt ngô rồi tua lớn đầu này kia, thì mình bảo đảm thì xong sẽ không được cái mức tiêu hao nhiên liệu như vậy đâu các bạn ha. Mình chạy thì mình chạy rất là đầm tính nha các bạn nha. Đó, mình chạy rất là đầm tính, mình chạy là thường là cỡ dưới 80 km/h thông, chứ không có hơn đâu. Đó, cho nên là mức tiêu hao nhiên liệu như vậy. Còn bạn nào mà kéo hơn 80 km/h thì bảo đảm cái mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ không được như vậy đâu, sẽ thấp hơn nữa nha các bạn ha. Đó, thì nói tóm lại thì cái chai nhớt Motul 5001 này nè các bạn ha, cấp nhớt 10W30 này nè, thì mình nghĩ nó đáng đồng tiền nha các bạn ha. Cái giá của nó là chấp nhận được nha các bạn, 1.1 mà tầm tiền khoảng 150.000 thôi, là mình thấy là nó đáng đồng tiền các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể chạy được 1.500 km các bạn mới thay ha. Đó, nếu như mà tính toán ra thì cái chai nhớt khoáng của Honda nè các bạn, các bạn mua một bình 1.2 L các bạn với giá 120.000, các bạn chạy 1.000 km các bạn thay ha, 1.000 km các bạn thay. Thì còn cái chai nhớt này ha, nó đắt hơn chỉ có khoảng 30.000 thôi. Nó đắt hơn khoảng 30.000 thôi mà các bạn có thể chạy được 1.500 km các bạn mới thay. Là các bạn thấy không, nó đắt hơn chỉ có 30.000 thôi mà nó chạy được gấp rưỡi cái chai nhớt này, thì mình nghĩ là nó đáng tiền hơn cái chai nhớt này, đúng không các bạn ha, nó đáng tiền hơn. Ngoài ra cái cảm giác chạy nó cũng tốt hơn ha, nó nhẹ xe hơn, nó im hơn, và nó sang số nó cũng mượt hơn. Và cái lúc mà nó cái độ nhớt á, cái chất lượng nhớt nó giảm xuống, nó cũng chậm hơn ha. Cho nên là cái cảm giác chạy của bạn, các bạn thấy sẽ thích cái nhớt này hơn là cái nhớt này ha, thích hơn nhớt này. Còn nếu so với cái nhớt Carbon Power Ultimate này á, thì mình thấy á, là nó đáng tiền hơn chai nhớt này. Tại vì chai nhớt này hiện tại các bạn mua mà với cái dung tích 1.1 L là nó khoảng 190.000 lận ha, 190.000 lận. Mà cái chất lượng thì nó cũng không có hơn được cái Motul 5001 đâu các bạn. Đó, nó không hơn được đâu. Cho nên là mình khuyên các bạn là nếu mà bạn nào á, mà thích rẻ ha, mà chạy vừa im vừa bốc vừa tiết kiệm nhiên liệu, thì các bạn nên chọn cái dòng nhớt Motul 5001 10W30 này nha các bạn. Nó rất phù hợp cho xe các dòng xe của Honda ha, nhất là xe Honda Winner các bạn. Đó nha. Rồi thì cái link sản phẩm á, của cái chai nhớt này mình sẽ để ở phần mô tả video cho bạn. Bạn nào mà quan tâm thì các bạn có thể click vào tham khảo và có thể mua để trải nghiệm và sử dụng lâu dài nha các bạn ha. Mình thấy nó đáng tiền đó các bạn. Rồi, cái video chia sẻ đến các bạn cái dòng nhớt Motul 5001 10W30 của mình đến đây kết thúc các bạn. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì nhớ cho một like, share cũng như đăng ký kênh mà xem quảng cáo ủng hộ mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.